trong trường thành lung lay bóng nguyệt khỏi cam tuyền mờ mịt thức mây chính tầng nửa đêm truyền hịch định ngày sụt chân. Kính thưa quý vị, chúng ta thấy tiếng trống trường thành, hình ảnh của một tiếng trống mà người ta dùng như là tiếng trống lịch xuất quân. Nửa đêm truyền hịch như là một sự kiện mà vua ban chiếu chỉ để cho tất cả mọi thần dân phải chấp chỉ mà đi ra chiến trường. Tác phẩm Chinh Phù Ngâm là trở lại phần thứ hai để chúng tôi đi sâu vào nội dung mà quý vị sẽ thấy rằng nỗi niềm của người phụ nữ khi nghe được những sự kiện mà sắp chia lìa người mình yêu thương nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi Nguyễn Hồng Dũng trở lại với quý vị và đặc biệt là nhà thơ Lê Tuấn đã tham khảo rất nhiều những câu thơ để đưa đến quý vị mới thấy được cái sự xuất sắc của bà Đoàn Thị Điểm với những sự chấp bút mà bà dịch được của Đặng Trần Cô. Nó hay, nó tuyệt vời, nó nhẹ nhàng, nó thông cảm và nó đi vào lòng người như thế nào. Mời quý vị lắng nghe nhà thơ Lê Tuấn trình bày. Bây giờ xin trân trọng kính chào tiến sĩ Nguyễn Hồng Dũng và kính chào toàn thể quý vị. Giống như phần bạn đàn trước, anh em chúng tôi chỉ nói về tổng thể cái chung nhất của Chinh Phụ Ngâm. Đến phần này thì chúng tôi sẽ đi sâu vào những cái bài câu thơ và tâm trạng của người chinh phụ thời bấy giờ như thế nào. Như chúng tôi đã nói thì Chinh Phụ Ngâm là một tác phẩm đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có cả tiếng Mỹ, và hiện nay đã được giảng dạy trên các trường đại học của Hoa Kỳ. Và người Nhật cũng dịch ra Chinh Phụ Ngâm, người Đại Hàn cũng dịch ra Chinh Phụ Ngâm, bởi vì nó là một tác phẩm nói về chiến tranh và hòa bình. Ở Mỹ thì người ta đã dịch ra tựa đề là Lament of the Soldier's Wife, lời than vãn của một người vợ lính đi xa. Thì Chinh Phụ Ngâm chính là lời độc thoại của nội tâm, trong nội tâm của một người đàn bà, nghĩa là ở nhà mong đợi tin chồng nơi chiến trường xa xôi. Và cái tâm trạng đó được thể hiện qua những lời thơ mà chính bà Đoàn Thị Điểm đã dịch ra từ nguyên văn Hán văn của Đặng Trần Côn. Bởi vì bà Đoàn Thị Điểm dịch ra trong cái bối cảnh tâm trạng bà Đoàn Thị Điểm lúc đó chính là một chinh phụ ngâm, thờ chồng, thờ người chồng đi sứ sang tàu gần 3 năm trời. Bà đau khổ ở nhà và đã nghiền ngẫm cái tác phẩm này và đã thể hiện bằng tất cả những tâm hồn, những cái gì như là siêu nhất của người phụ nữ để bà đặt vào cho viết thành một cái tác phẩm như hiện nay. Thì ở đây chúng tôi muốn so sánh rằng giữa cái tác phẩm mà Chinh Phụ Ngâm, để chúng ta thấy được cái giá trị rất là cao của cái tác phẩm Chinh Phụ Ngâm, thì ở đây chúng tôi có muốn so sánh đến tác phẩm Chiến Tranh và Hòa Bình của Lewis Tolstoy người Nga. Thì ông ta viết vào những năm 1865 và 1869, ông viết về cái cuộc chiến tranh mà người Nga đã đi vào để mà chống lại người Pháp, cuộc chiến tranh chống Pháp. Mà trong đó có một chàng trai trẻ tuổi là Andrew, ông đã quyết định gửi vợ con ở nhà cho bố mẹ luôn để ông ta tòng quân đi đánh giặc. Đại khái như vậy. Thì cái người vợ của ông Andrew đó chính là người chinh phụ đã phải ở nhà mong tin người chồng như thế nào. Rồi cái tác phẩm Chiến Tranh Hòa Bình đã được cả thế giới này người lại biết đến và đã đóng được nhiều cái cuốn phim về Chiến Tranh Hòa Bình rất là hay. Ở trong đó Andrew đã nảy sinh một cái cuộc tình với cô Natasha, một cuộc tình rất đẹp đó. Thì chúng tôi không muốn bàn đến nhiều bởi vì ngày hôm nay chúng ta nói đến Chinh Phụ Ngâm của Đoàn Thị Điểm của Việt Nam. Nhưng
Để làm rõ hơn cái vấn đề nữa thì chúng ta thấy rằng tại Hoa Kỳ chúng ta có một cái tác phẩm gì đấy cuốn theo chiều gió, Gone with the Wind của nhà văn Margaret Mitchell. Thì tác giả này không có liên quan gì đến chinh phủ ngâm hết, nhưng nó có đấy, bởi vì tác giả viết về người con gái đi tầm quân theo miền Nam lúc nước Mỹ lúc đó, bởi Nam Bắc Mỹ đánh nhau mà, đi tầm quân. Người con gái này không có ở nhà để mà trông mong người chồng để trở thành chính phủ, nhưng người nam chính đích thân đi tầm quân. Rồi sau cái cuộc chiến đó người miền Nam thua, thì cô này đã trở về sống một cuộc sống sau chiến tranh. Cô ấy vượt lên cái cuộc sống khó khăn trong cái thời đại hôm đó, trong một cái bối cảnh với những người giai cấp quý tộc ở những cái đồn điền ngút ngàn không thấy bóng bờ của những cái cánh đồng mà trồng bông vải. Quý vị thấy trong cái phim nó đã chiếu ra. Nhưng nó diễn tả một cái nội tâm của người chinh phục, của người con gái nó như thế nào. Để chúng ta thấy rằng nếu tác phẩm mà chinh phục ngâm được thể hiện thành những cuốn phim hay viết thành những cuốn truyện để mà phổ biến trên thế giới thì nó không thua gì Chiến tranh và Hòa bình, và không thua gì Gone with the Wind. Phải không anh Dũng? Rất là hay khi nhà thơ Lê Tuấn đã đối chiếu Chiến tranh và Hòa bình của Nga và Cuốn theo chiều gió của nước Mỹ. Chúng ta thấy chinh phủ ngâm nó có một cái giá trị nhất định ở cái vai trò văn học. Khi người ta nói đến văn hào thì thật sự văn hào là những người mà đã viết những tác phẩm mà nó phản ánh được một cái xã hội hiện thực, đồng thời nó cũng nói lên cái tính chất nhân bản của con người trong cái giai đoạn đó. Thì bà Đoàn Thị Điểm là một nhà thơ, nhưng cá nhân chúng tôi nghĩ rằng bà cũng là một văn hào, là bởi vì bà diễn đạt được một cái xã hội hiện tại với tất cả những nỗi niềm, tất cả những hình ảnh và tất cả những con người trong thời đại đó. Nó giống như là một bản hùng ca, và hơn thế nữa, nó giống như là một bản sử ca. Và chính cái điểm sử ca đó nó đã cho chúng ta thấy thời gian, nơi chốn, con người và những hình ảnh. Nước Thanh Bình 300 năm cũ, áo nhung trao quang vũ từ đây, sứ trời sớm dục đường mây, phép công là trọng niềm tay xá gì. Bà cũng đã biết rằng tất cả những người thanh niên, những người trượng phu, những người anh hùng đều lấy cái công đầm, lấy cái vấn đề đất nước làm trọng, còn cái chuyện vợ con chỉ là một cái chuyện thứ yếu. Chính vì vậy mà cái vai trò của người phụ nữ ở nhà trở thành một cái vai trò đặc biệt để quán xuyến, để làm lụng, để nuôi nắng và để duy trì cái hậu phương được mạnh cho tiền tiến có thể chiến thắng được. Cho nên, thưa quý vị, đường dông rủi, roi đeo cung tiễn, buổi tiễn đưa lòng bằng the noa, bóng cờ tiếng trống xa xa, sầu lấy ngọn cỏ oán ra cửa phòng. Sầu và oán là tâm trạng của một người đàn bà, tâm trạng đau thương, tâm trạng không biết trách móc về ai, chỉ biết kêu trời than đất để nói đến cái nỗi niềm của người phụ nữ trong thời chiến tranh. Và quả thật đó chính là những phản ánh tuyệt vời mà chúng ta đang thấy trong từng câu, trong từng chữ mà Cung Oán, mà chinh phủ ngâm đã đưa ra cho chúng ta như là những án văn thơ đặc biệt mà chúng tôi hôm nay giới thiệu trở lại với nhà thơ Lê Tuấn. Dạ đúng như vậy. Thì cái tác phẩm mà chinh phủ ngâm là một tác phẩm đã mạnh mẽ lên án chiến tranh. Chiến tranh mang bộ mặt chết chóc ly tán, từ đó khẳng định sự phi nghĩa của chiến tranh. Đó là gì? Mọi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng mưu cầu cho mình một cái niềm hạnh phúc riêng đó. Vậy thì người phụ nữ cũng vậy thôi. Người phụ nữ cũng có quyền bình đẳng để đòi hỏi một cái niềm hạnh phúc riêng của họ. Họ không muốn người chồng mình phải đi vào chinh chiến. Không ai muốn chinh chiến hết. Chinh chiến chỉ phục vụ cho một thế lực nào đó. Họ tranh chấp nhau rồi họ đưa đẩy con người đến một cuộc chiến. Đúng như vậy. Thì xanh kia thăm thẳm tầng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này, cái hạnh phúc lứa đôi đã bị chiến tranh cướp mất, để người chinh phụ chỉ còn khát khao mong đợi được sống trọn vẹn bên người yêu. Chúng ta có thể chinh là như một tuyệt tác viết về chiến tranh và hòa bình như chúng ta đã vừa nêu ra, để so sánh hai tác phẩm vừa rồi. Vậy thì
Trong cái tác phẩm này, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của người chinh phụ dường như đều nhắn gửi đến sự tưởng nhớ mong đợi người chồng ở chiến trường xa. Dạo hiên vắng thầm reo từng bước, ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen. Cả một ngày dài cô đơn, người chinh phụ dạo trong hiên vắng, nàng vừa đi vừa thầm đếm bước chân của chính mình, như đếm từng ngày chồng đi xa vắng. Trong bước chân tưởng như lặng lẽ của nàng, mang nặng nỗi lòng cuồn cuộn những ưu phiền. Như người cung nữ cô độc đáng thương trong Cung Oán Ngâm của Nguyễn Gia Thiều, ngắn trăm chiều bước lại ngẩn ngơ. Bước chân này khác hẳn với bước chân của nàng Kiều trong Chuyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Xăm xăm băng lối vừa khuya một mình, bước chân của Thúy Kiều hạnh phúc vui vẻ khi được đi gặp người yêu. Còn bước chân của người chinh phụ thì sao? Nặng trĩu tâm tư và thương nhớ đầy xót xa. Ngoài rèm thước chẳng mách tin, trong rèm giường đã có đèn biết chăng? Đèn có biết giường bằng chẳng biết, lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi. Buồn giàu nói chẳng nên lời, hoa đèn kia với bóng người khá thương. Thành ra ở đây có hai biểu tượng, là một loại là chim thước báo tin vui của người xa trở về, và một cái loại nữa là cái tin đèn. Mà hồi xưa chúng tôi ở trong tù đốt bằng những cái đèn dầu mà nhỏ xíu, tự tế đó, thì chúng tôi đã nhìn thấy những cái tin đèn trước khi ngọn đèn nó hết dầu, nó chuẩn bị nó phun sáng, nó te lên cái giống như cái bông hoa. Ờ, cũng đẹp lắm. Mà chỉ có những đêm thanh vắng như vậy thì mới ta mới thấy được cái hoa đèn nó là như thế nào. Và chúng tôi dạ vâng. Dạ vâng, kính thưa quý vị. Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiêng theo việc đau cung. Đây là một mệnh lệnh, và đây cũng là một nhiệm vụ của một con người có đầy đủ nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Là một thanh niên ở bất cứ thời điểm nào, khi đất nước cần thiết là chúng ta phải xếp bút nghiêng theo việc binh đao để bảo vệ tổ quốc, để bảo vệ dân sơn gấm vóc này. Nhiều lúc chúng ta mới thấy rằng những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trong thời đại của những năm trước 1975, quả thật đó là những hình ảnh hào hùng mà gia đình chúng tôi cũng có những người anh, những người chú, những người cha cũng đã từng xếp bút nghiêng theo việc đao binh để làm những cái công việc hết sức là thiêng liêng để bảo vệ danh dự tổ quốc và đất nước. Như vậy thì quả thật chinh phụ ngâm trong giai đoạn của một năm 1705-10 đó vẫn còn là những hiệu triệu giá trị để chúng ta thấy được cái vai trò của thanh niên thời đó, và kéo mãi cho đến năm 1975, những tiếng nói đó, những người thanh niên đó, những sức lực đó quả thật là những sự cống hiến mà giờ phút này chúng ta cũng luôn luôn nghiêng mình cảm tạ đối với những người còn sống sót lại, chính là những người thương phế binh quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mời bác Linh. Dạ đúng như vậy. Khi mà Dũng nhắc đến những người chinh phụ của thời đại hiện tại thì chúng ta mới thấy rằng nó còn mạnh mẽ, còn nghĩa là anh hùng vĩ đại hơn cái thời đại mà của Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm. Có một câu nói rằng nếu không có những người phụ nữ, người chinh phụ của thế hệ miền miền Nam Cộng Hòa đó mà dám hy sinh, thì cái số người sĩ quan đi tù trong các trại cải tạo còn chết nhiều nữa, chết hơn phân nửa. Mà nhờ vào cái lòng hy sinh quả cảm của những người phụ nữ đó mà những cái người sĩ quan đi tù đó họ vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ. Chúng ta không thể quên được những hy sinh quả cảm của người chinh phụ miền Nam Việt Nam. Họ đã bị dòng thác lũ của thời cuộc vùi lấp và bỏ quên. Ai nhắc tới đấy? Phải không? Không ai nhắc tới họ cả. Và người chinh phụ Việt Nam Cộng Hòa mới chính là người gánh nặng những gian khổ và xương máu của cuộc chiến hiện tại đã để lại. Không riêng gì miền Nam mà ngay cả miền Bắc, những người chinh phụ đó có chứ. Họ vẫn là những người chịu đựng cay đắng, gánh vác cả gia đình và sông núi trên đôi vai. Để ngày nay họ được gì? Họ đã trở thành những người dân oan, những người phụ nữ đứng ra ngoài lề đường, chống chiếm đất, hại đất, chống tham nhũng hối lộ. Và như anh Dũng nhắc đến, những cái bà mẹ nấm, những cái người, những vụ, những blogger đã dám đứng lên chống lại cái chế độ hiện tại, thì đó chính là những người chinh phụ của thời đại.
Kính thưa quý vị, tiếng nhạc ngựa lằng chăng tiếng trống, giáp mặt rồi phút bỗng chia tay. Hà Lương chia rẽ đường này, bên đường trong lá cờ bay bùi ngùi. Quả thật, những hình ảnh chia tay mà chúng ta thường thấy khi một người ra đi lên trên tàu, một người đứng ở dưới sân ga, hình ảnh này nó quả thật là một hình ảnh làm cho chúng ta gợi nhớ những sự chia tay xa vời. Những hình ảnh mà người vợ than khóc khi tới chết điếng trước cái hình ảnh, trước cái di hài của người chồng. Nhưng đó là cái câu chuyện của sau năm 1954 đến năm 1975. Còn bây giờ đây, chúng ta nói về chính phủ Ngâm qua những giai đoạn của thời Lê Chu Trình thì chắc chắn rằng hình ảnh nào mà chiến tranh cũng đầy đau khổ. Thưa quý vị, nói đến đây, chúng ta đang ở trong cái thời đại của thế kỷ thứ 21. Nhưng thời đại của thế kỷ 21 vẫn còn những con người đang muốn dùng chiến tranh như là một cách giải quyết của sự sống còn. Cho nên thưa quý vị, chiến tranh và hòa bình là nỗi niềm của con người. Và dĩ nhiên con người sống trên cuộc đời này luôn luôn muốn hòa bình. Nhưng hòa bình phải là từ những sự kết nối trong tâm tư của mỗi một con người để tạo nên cái sự hòa ái chung vui. Thưa mời nhà thơ Lê Thu. Dạ đúng vậy. Tiên Dũng nhắc đến hòa bình thì tôi mới thấy rằng có nhiều người nói rằng sau cái cuộc mà Cộng sản miền Bắc chiếm miền Nam đó là thời thanh bình. Nhưng thật ra không phải. Cái sự thanh bình ở đây chỉ là một cái quyền lợi của một giới thượng lưu nào đó, tư bản độc. Nó hoàn toàn không có thanh bình đối với cả dân tộc Việt Nam. Mà nó còn đầy đọa con người đi đến phải tự đấu tranh chống lại những cái áp bức tham nhũng hối lộ. Thì cái hòa bình nó thật sự không phải đối với toàn dân Việt Nam. Đấy không? Vì trở lại cái chinh phủ Ngâm chúng ta thấy từng từ ngữ, từng câu văn ở trong cái quyển chinh phụ này đã nói lên cái đầy đủ ý nghĩa. Ví dụ người chinh phụ đối diện với ánh đèn thôi. Người chinh phụ ngồi trước ngọn đèn dầu tự hỏi lòng mình, trong rèm giường đã có đèn biết chăng? Câu hỏi như một lời than thở bày tỏ nỗi cô đơn chán chường, tuyệt vọng khôn cùng. Nhưng ngọn đèn dầu chỉ là vật vô tri vô giác, nào thấu hiểu được nỗi đau trong lòng nàng chinh phụ. Cái nghệ thuật mà diễn tả của Đặng Trần Côn nó mang theo một cái âm điệu như theo luật bằng chắc, rất là lên xuống trầm bổng, và nó thể hiện một cái yếu tố âm nhạc ở trong nó rất rõ ràng. Bởi vì ông ta viết theo cái thể ngâm mà hồi xưa là Lý Bạch với lại Khuất Nguyên cũng đã sử dụng cái lời thơ đó để viết những cái đó. Và ngày hôm nay khi mà Đoàn Thị Điểm dịch ra cũng thể hiện cái song thất lục bản nó lên xuống trầm bổng như là một cái thể mà có âm nhạc ở bên trong. Thế rồi thì người chinh phụ thức chọn năm căn để đối diện với chính mình, tâm sự với, độc hại với chính mình để gửi cái tâm hồn đến người chồng thương yêu. Anh Dũng rất tiếc là chương trình của Văn Thơ Lập Việt đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi rất là mong sự theo dõi của quý vị và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ tiếp tục theo dõi những chương trình sắp tới của Văn Thơ Lập Việt. Giờ phút này để tóm lại cái phần nói chuyện của ngày hôm nay, trân trọng kính mời nhà thơ Lê Tuấn một lần nữa. Tôi xin mượn hai câu thơ trong chinh phục ngâm. Khắc giờ đằng đẵng như niên, mối sầu rằng rặc tựa miền biển xa. Người chinh phụ bị bủa vây trong nỗi cô đơn, lặng lẽ một mình trong nỗi nhớ, nỗi thương về người chồng ở nơi xa, khiến cho chúng ta chợt nghĩ đến nỗi nhớ nhung của Thúy Kiều qua câu thơ: sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Và trước khi anh em chúng tôi dứt lời, xin gửi lời tạm biệt đến quý vị và xin hẹn quý vị để tiếp theo một phần nữa mạn đàm về chinh phụ ngập, đi sâu vào những lời thơ. Rất cảm ơn quý vị. Mạn đàm về tác phẩm Chinh Phụ Ngâm của đại thi hào Đặng Trần Côn qua bản dịch chữ nôm của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm do Văn Thơ Lạc Việt thực hiện sẽ được nối tiếp qua nhiều phân đoạn tiếp theo. Văn Thơ Lạc Việt trân trọng kính chào.